sưu tầm cổ vật Mai Nguyễn, hành trình khép kín và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Tại tổ 17, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, có một địa chỉ vô cùng đặc biệt, nơi nhà sưu tầm cổ vật Mai Nguyễn lưu giữ các sản phẩm văn hóa quý giá, phản ánh tinh hoa và truyền thống của dân tộc. Bà Mai Nguyễn không chỉ là một nhà sưu tập tầm cao mà còn là một người đam mê và tìm hiểu sâu về các giá trị lịch sử, văn hóa cổ xưa. Bộ sưu tập của bà chứa đựng vô vàn những vật cổ có giá trị như đồ gốm, trang sức, vật dụng hàng ngày từ thời cổ đại đến thời phong kiến. Hành trình và đam mê. Hành trình của nhà sưu tầm Mai Nguyễn bắt đầu từ niềm đam mê say mê với cổ vật và di sản phẩm văn hóa từ những năm tháng tuổi trẻ. Bà không ngừng hỏi, tìm kiếm và bổ sung vào bộ sưu tập những thứ đặc biệt hiện tại của mình, mỗi món đồ đều mang một câu chuyện riêng. Bà Mai Nguyễn không chỉ sưu tầm mà còn nghiên cứu, tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của từng hiện vật, từ đó cất giữ những giá trị vô giá của cha ông. Bộ sưu tập độc đáo và qua từng liên đại. Bộ sưu tập cổ vật của bà Mai Nguyễn phong phú với nhiều loại hình từ đồ gốm sứ, đồ đồng, đồ đá cho đến các vật phẩm mỹ nghệ. Đặc biệt, những món đồ gốm sứ cổ từ thời Lý, Trần, Lê với hoa văn tinh hoa và độc lạ, các bộ trang sức ngọc quý từ thời phong kiến, hay những thứ mang dấu ấn của cuộc sống sinh hoạt người Việt đã từng được bà lưu cẩn thận. Tầm nhìn và sứ mệnh. Với nhà sưu tầm Mai Nguyễn, sứ mệnh của bà không chỉ là sưu tầm mà còn bảo tồn và truyền lại những giá trị văn hóa đó cho các thế hệ sau. Bà mong muốn lan tỏa niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, giúp đỡ mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hiểu hơn về lịch sử và văn hóa của đất nước thông qua những cổ vật này. Hoạt động giao lưu và trưng bày. Ngoài việc lưu giữ, nhà sưu tập tầm cỡ Mai Nguyễn còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trưng bày để công chúng có cơ hội ngưỡng các sản phẩm quý giá. Sự kiện này không chỉ thu hút giới sưu tập mà còn tạo cơ hội cho những người đam mê văn hóa lịch sử đến từ nhiều nơi khác nhau cùng gặp gỡ và trao đổi. Kết nối quá khứ và hiện tại. Nhà sưu tầm Mai Nguyễn tin rằng những hiện vật cổ không chỉ là sản phẩm văn hóa mà còn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Thông qua việc lưu giữ và lan tỏa giá trị của vật cổ, bà đã góp phần đưa lịch sử và văn hóa dân tộc đến gần hơn với cộng đồng, tạo niềm tin tự hào và ý thức bảo tồn di sản cho người dân. Địa chỉ của bà Mai Nguyễn, 101 tổ 17, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Hãy liên hệ số điện thoại 0981 932974.